Hôm nay chúng ta sẽ học cách tán gái thông qua bài viết của Husky Wonderfly trong chương mục chuyện trò tâm sự. Các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng mình bằng cách nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Con gái thích gì? Muốn gì? Đó là câu hỏi muôn thuở của tất cả những ai chập chững học môn Introduction to Female Brain, môn học mà chưa ai thi đậu qua được. Vì vậy, chúc các ông may mắn nhé. Tuy nhiên, bài viết này không phải để giải đáp những câu hỏi đấy. Và hàng trăm câu hỏi kỳ cục khác như là con gái thích game thủ không? Con gái có thích con trai mặc đồ hồng không? Bài viết này được viết dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, làm lớp guru, đọc kênh 14, đọc web trẻ thơ, xem chương trình Thế giới động vật hoang dã, rồi ngồi nghe lỏ mấy bà chị tán dóc và mấy thằng em than thở, nhằm chỉ ra những lỗi mà mọi người thường hay mắc phải lúc tán tỉnh thôi. Lưu ý là chỉ là lỗi thôi nha, còn tán tỉnh đúng cách như thế nào thì mình chịu. Vậy thì rốt cuộc con gái thích cái gì? Đây là sai lầm của đa số mọi người đều mắc phải khi tìm hiểu người khác. Phiên bản khác và phổ biến hơn của câu hỏi này mà chúng ta hay bắt gặp trên các diễn đàn confession sẽ là: mọi người ơi, cho hỏi tí, có phải con gái nó... Bạn điền nốt vào chỗ trống. Vấn đề của câu hỏi này là vấn đề nó đặt ra quá là đơn giản. Nó đơn giản giống như khi bạn bỏ ra 3 đô vào máy bán nước và lon Pepsi rơi ra vậy. Hãy giả sử một câu hỏi chi tiết hơn nhé. Mọi người ơi, cho hỏi con gái có phải nó chỉ thích con trai năng động không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn chỉ cần là một người năng động thì con gái sẽ thích. Còn không thì người không năng động như bạn sẽ ế, và mấy triệu đứa con trai sống nội tâm khác cũng sẽ ế giống bạn. Thật là đơn giản. Và đó cũng là kết luận dở hơi nhất. Hãy nghĩ thử mà xem, ở Việt Nam có 93 triệu dân, và vì nam giới hiện nay đông hơn nữ giới, nên cứ cho như là sẽ có khoảng 40 triệu người là phái nữ. 40 triệu người này không thể suy nghĩ giống nhau được. Ngay khi ở trong một lớp học thôi, với 40 bạn gái thì cả 40 cô nàng đã hỉ nộ ái ố khác nhau rồi. Khi mình thích ai đó thì mình chỉ nên xem người đó là người như thế nào, và người đó thích cái gì, người đó có hợp với mình hay không. Cái khó nhất là tìm hiểu xem người đó là người như thế nào. Điều đó đòi hỏi cần thời gian tìm hiểu, làm việc, học chung lâu dài, có thể là nhiều tháng lẫn nhiều năm. Đừng có nghĩ rằng vì người ta là con gái nên là sẽ thế này thế kia. Có cô thì thích chơi guitar, có người thì thích nhảy và ghét mèo, có người thì lại thích mèo và ghét chó, có người thì lại thích xương rồng hơn là hoa hồng. Do đó, mấy người mà cứ hay hỏi là con gái thích cái gì ấy, thì tốt hơn hết là hãy đi hỏi thẳng cái cô mà bạn thích ấy. Này, thế em có thích ăn thịt chó không? Thì để anh bắt cho. Như vậy, câu hỏi ban đầu là vô nghĩa. Nhưng nhiều người cứ bám mãi vào câu hỏi vô nghĩa đó để đi tìm giải pháp cho những vấn đề cụ thể. Thế nên là họ cứ cưa ai thì người đó né. Trai tốt với trai xấu. Việc đặt câu hỏi như trên cộng với việc định hình bản thân mình là trai tốt hay là trai xấu là một công thức tuyệt hảo cho việc ế muôn đời. Ngoài cái việc nó làm đơn giản hóa mọi thứ như câu hỏi trên, chả lẽ 45 triệu đàn ông ở Việt Nam đã có thể phân ra 20 triệu là tốt và 25 triệu là xấu, và nó khiến cho người ta bó hẹp bản thân lại. Hết rồi sao? Hóa ra anh chỉ miêu tả anh là tốt hay xấu thôi sao? Mình thấy quan niệm trai tốt trai xấu này buồn cười. Vì mình thấy ở những người lớn, chững chạc, giàu kinh nghiệm sống, không có ai có khái niệm này cả. Nếu siêng đọc phỏng vấn của những người thành đạt thì bạn sẽ thấy người ta sẽ nói bản thân họ là người liều lĩnh, táo bạo, siêng năng, gan lì, tàn nhẫn, bla bla các kiểu. Chứ không ai lại nói tôi thấy tôi là một người đàn ông tốt. Không, ai lại đi nói cái câu nhặt toẹt như thế. Trai tốt, trai xấu thì nó cũng chỉ là khái niệm dành cho thiếu niên mới dậy thì mà thôi, mang dép lào, đạp xe đạp đi hẹn hò thôi. Khi người ta đã lớn, đã ra đời đi làm thì người ta sẽ nói tôi làm kế toán trưởng, làm việc này rất căng thẳng, mỗi ngày 10 tiếng, nhưng tôi là một người thích vật lộn với những con số, dùng những phân tích của mình để giúp công ty phát triển,
và trốn thuế nữa. Tôi thấy nghề này rất là cool và rất hợp với người cool như tôi. Như vậy, nếu mà tự khép mình vào khuôn khổ, anh là trai tốt, anh kia là trai điều, thì một đứa con trai sẽ mãi là một đứa nhạt nhẽo và chả có gì thú vị cả. Nhưng mà khi con gái nói, con gái mong chờ một người yêu tốt, chẳng phải đó là trai tốt hay sao? Thật ra mà nói thì tốt chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Ví dụ như một người vào quán thức ăn nhanh, gọi một cái hamburger vậy. Con trai tốt thì như cái hamburger 20.000 vậy á. Có hai miếng bánh thì kẹp một miếng thịt bò và một miếng rau salad. Đó là những thứ cơ bản để tạo nên một cái hamburger. Nhưng bạn có thích một miếng hamburger vậy không? Tất nhiên là không rồi. Bạn ăn thử một cái hamburger 200.000 thử xem nào. Ngoài cái nước sốt vàng ươm và béo ngậy, thì miếng thịt bò là miếng thịt bò hảo hạng của Úc. Rau thì không chỉ có salad, mà còn có hành tím, cà chua Hà Lan, ô liu, vàng tá thứ gia vị khác, với những cái tên mỹ miều được cho vào. Khi mình nói mình thích hamburger, không có nghĩa là mình thích cái hamburger 20.000, mà cái mình muốn là cái burger tuyệt hảo 200.000 kia kìa. Friendzone, nỗi ác mộng của tất cả những thanh niên thế kỷ 21, nơi mà đa số con trai ai cũng từng vào một lần. Ở lứa tuổi mới lớn thì ai chả còn non kinh nghiệm, mò mẫm rồi bị dính vào friendzone, đó là chuyện hết sức bình thường. Bạn đang hoang mang không biết chọn nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Nhưng một khi con trai đã hơn 20 tuổi mà vẫn bị dính phải friendzone thì là lỗi tại nó mà thôi. Vậy tại sao một đứa con trai lại rơi vào friendzone? Có hai lý do chính. Thứ nhất, nó tự vào. Có nghĩa là đã làm bạn thân rồi, đi lên làm người yêu, sau đó lại chui vào friendzone. Đó là tự nguyện. Còn thứ hai, đó là nó bị đẩy vào. Lý do thứ hai thì cũng rất là đơn giản. Cô ấy không thích mình, nhưng mà mình vẫn cứ cố cưa, thế là bị đưa vào friendzone. Hoặc là người ta có bạn trai rồi, nhưng mà vẫn cứ cố cưa tán tỉnh thì cũng bị chui vào friendzone. Thật ra, người ta cho vào friendzone là còn may ấy. Vì thường người ta sẽ cắt liên lạc luôn, bám giữ qua mà. Về lý do thứ nhất, ai đa số cũng không đi quá được bạn bè. Vì con gái thực sự nghĩ đó là bạn mình. Hoặc là người ta lừa dối mình. Thật sự là vậy. Nếu bạn có một cô bạn gái, gặp hàng ngày, giao tiếp bình thường như bạn bè, bạn không có cảm tình gì cả, thì chuyển sang yêu rất là khó. Kiểu bạn cái gì cũng biết về người ta, có người ta bình thường thì có tình cảm gì để mà chuyển sang yêu. Nhưng có một lý do chính khiến con gái cực kỳ ghét những đứa làm bạn để chuyển thành người yêu, vì nó không chân thật. Tại sao anh lại giả vờ làm bạn tôi, để rồi sau lại yêu tôi? Sao không hẹn hò ngay từ đầu đi? Nó có khác gì là anh lợi dụng tình bạn để tiếp cận tôi, anh chăm lo quan tâm cho tôi, là để một ngày tôi yêu anh, rồi anh được quan hệ thôi. Tuy vậy, mấy người con trai chọn cách giả vờ làm bạn này để chuyển sang yêu là vì họ ngại, nhát, không dám mở miệng ra hẹn hò. Bạn cứ đọc hàng tá câu chuyện về friendzone mà xem thì sẽ thấy một thứ rất chung, đó là đứa con trai chẳng bao giờ mở miệng ra mời con gái đi hẹn hò ăn uống bao giờ cả. Đa số thường là quen nhau lâu rồi thích nhưng không dám nói, chỉ hay tâm sự, trò chuyện, giúp đỡ, hỏi han, chụp ảnh chung, rồi nhớ thầm, rồi thì quyết định tiến đến nhưng không dám nói, chỉ nhắn tin gạ này nọ, đổi tên người chat thành crush, rồi nhắn tin nói thích qua Facebook và điện thoại. Đa số đó là những hành vi passive, aggressive nữa. Hiểu nôm na là gây hấn bị động, ép người ta phải theo ý mình. Ví dụ tiêu biểu nhất là tỏ tình giữa đám đông, xếp vòng hoa giữa công chúng. Nó chẳng khác gì dùng sức ép đám đông để bắt người ta phải đồng ý cả. Thế nên đa số sẽ thất bại. Không phải cái gì cũng có lý do của nó. Đôi lúc buổi sáng mình ngủ dậy và mình thèm ăn phở. Phở thịt băm tái bỏ viên. Chính xác là như vậy. Nhưng tại sao mình lại thích ăn phở vào buổi sáng? Nhưng tại sao mình phải quan tâm là tại sao mình thích? Chỉ là sáng hôm đó mình ngủ dậy và thèm ăn phở. Vậy thôi.
không phải là vì mình ghét hủ tiếu hay cơm tấm hay gì cả. Và đôi lúc người ta cũng không cần lý do gì để không thích bạn. Có nhiều người luôn tự hỏi, tại sao nhỏ đó lại không thích mình? Có phải vì mình lùn quá? Mình không đẹp trai à? Hay chắc nó chỉ thích trai nhà giàu thôi? Nope. Thế có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn chẳng bao giờ rung động với nhỏ bản thân? Bạn thấy rất bình thường, mà mấy anh khác lại mê như điếu đổ chứ? Đó là vì mỗi người có cảm xúc khác nhau, nhìn nhận một sự vật dưới những nhãn quang khác nhau. Trong mắt bạn, đứa bạn thân có ba vòng chuẩn như Ngọc Trinh, cười xinh như Mai Phương Thúy, cao 1m75, học giỏi nhất khối, có gì đặc biệt đâu. Nhưng với người khác thì đó lại là cả một ước mơ. Do đó, nếu bạn thích người khác mà người ta không thích lại thì đó là chuyện bình thường. Đôi lúc cũng chẳng cần lý do gì. Đừng trách người ta, cũng đừng ráng đi tập gym cho bụng 6 múi hay là mua điện thoại xịn, chụp hình up lên mạng cho người ta mê. Không biết rõ ranh giới. Đôi lúc bạn sẽ đọc được những dòng tâm sự đau khổ của anh trai nào đó, lúc nào cũng chiều chuộng cô em gái đáng thương, nhưng không bao giờ được em đền đáp, mà toàn bị rơi vào brother zone, friend zone và bỏ trong đó ngàn năm luôn. Thì đó là hậu quả của việc không biết vẽ ranh giới. Tại sao mới chỉ gặp nhau và nói chuyện được một chút mà người ta đã tặng quà mắc tiền, sẵn sàng cúp học đi giúp người ta, hẹn hò ở nơi đắt tiền và bao hết chỗ đó, quan tâm cực kỳ nhiều đến người ta, nhiều một cách bất thường, sẵn sàng thức khuya tán dóc cả tiếng đồng hồ, nghe người ta khóc lóc tâm sự chuyện buồn. Và thường cái việc không biết vẽ ranh giới này hay đi kèm với việc quyền mặc định. Ví dụ tiêu biểu nhất cho quyền mặc định là khi một đứa trẻ 16 tuổi hét lên với cha mẹ nó rằng: sinh nhật 16 tuổi của con, bố mẹ phải mua cho con chiếc Audi RS7. Con không biết, bố mẹ phải mua cho con, nếu không ý, con không đi học nữa đâu. Thằng nhóc khốn nạn đó nghĩ rằng nó là con trai của ba mẹ nó, và giờ nó đã tròn 16 tuổi nên mặc nhiên ba mẹ nó phải mua cho nó con xe kia. Ông anh trai kia cũng sẽ như thế. Sẽ có lúc ông bùng nổ và hét lên trong trí tưởng tượng hoặc qua tin nhắn: tại sao anh tốt với em, quan tâm với em từng ly từng tí như vậy mà em không đáp lại tình cảm của anh? Đó là vì em gái ấy không phải là cái máy bán tình cảm. Không phải là hôm nay anh nghe em nói chuyện 4 tiếng đồng hồ, anh ghi được 10 điểm tình bạn, đủ 1.000 điểm thì em sẽ nâng cấp anh thành người yêu của em. Ông anh kia làm như thế là hoàn toàn do ông tự làm, tự chịu, là quyết định của riêng ông, chẳng có quyền gì mà bắt người ta phải đền đáp cả. Có một lời khuyên như thế này: nếu cô gái mà bạn thích nhắn cho bạn một cái tin vào lúc 11 giờ đêm và than đói thì hãy mặc kệ, chơi game, ngủ, đọc sách tiếp, đó không phải là chuyện của bạn. Hoặc là hãy trả lời tin nhắn và trò chuyện. Nếu cô ấy nói bóng gió là mong có người mua đồ ăn đến thì hãy cắt đứt liên lạc với người đó. Nếu người ta không thấy phiền khi yêu cầu như thế thì người ta là một kẻ ích kỷ, trơ trẽn, và tốt nhất là đừng quan tâm đến người đó nữa. Kết luận thì còn nhiều vấn đề khác nữa mà mình vẫn chưa có thời gian viết ra ở đây. Đa số những người đã lớn mà còn dính phải 4 vấn đề trên thì là vì họ chưa rút ra được bài học đúng đắn sau mỗi mối tình thời niên thiếu. Hoặc chính xác hơn là họ đã rút ra những kết luận sai lầm sau mỗi thất bại. Hãy tạm gọi đó là bài học mèo con, như cách mà Franklin, một chuyên gia tình cảm khác trên Quora, người tình lý tưởng của Miss Anonymous. Bạn biết đấy, mẹ tôi trước đây có nuôi một con mèo Ba Tư rất đẹp và rất giỏi rút ra những bài học sai lầm. Ví dụ như, nó biết rằng trong tủ lạnh có kem và do đó nó thường cố gắng trèo vào tủ lạnh mỗi khi mẹ tôi mở cửa. Khi mẹ tôi đóng cửa tủ lạnh và kẹp vào mũi nó, bài học mà nó rút ra không phải là mình không được trèo vào trong tủ lạnh nữa, mà là mình phải chạy thật nhanh vào tủ lạnh mỗi khi nó mở cửa tủ. Và mỗi lần nó chạy và đập mặt vào cửa tủ, bài học của nó rút ra lại là mình phải chạy thật nhanh hơn nữa. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình và cho chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadon.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.